Sáng nay tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức lễ triển khai thi công dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, cầu đường sắt Đuống. Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, cầu đường sắt Đuống có tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 là hơn 650 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên và thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, bao gồm hai hạng mục cầu đường sắt và đường dẫn, tổng chiều dài 1.000 m, hạng mục cầu đường bộ và đường dẫn có điểm đầu tại nút giao đầu cầu Đuống cũ trên đường Ngô Gia Tự thuộc địa phận quận Long Biên, điểm cuối tại nút giao giữa đường Hào Huy Tập với đường Phan Đăng Lưu thuộc địa phận huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Dự án khi hoàn thành sẽ từng bước tăng cường năng lực vận tải đường thủy trên hành lang đường thủy số 1, đảm bảo an toàn cho các phương tiện đường thủy, giúp đường sắt lưu thông thông suốt, giảm thiểu tình trạng đến vận hành, khai thác. Bên cạnh đó, công trình còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực, phân bổ luồng giao thông hợp lý giữa phía Bắc và Nam sông Đuống, thúc đẩy phát triển đô thị phía Bắc sông Hồng theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội.